Các bác ơi, em dựng cho khách hàng một đôi loa full 30B3 với cấu hình như này. Các bác cùng xem em giới thiệu về sản phẩm nhé. Thùng của nó sẽ sâu hơn các loại thùng khác 2cm, giúp cho tiếng trống rất sâu và mềm. Thùng của nó là sơn sần cát gỗ MDF và em làm thương hiệu cái mẫu này là B3, lưới căng bằng sắt và được dán chống bụi nhé. B3 nhé, tem nhôm nhé. Và hai ống thông hơi hai bên, cặp loa này rất là đẹp. Và tép của nó là từ 120 cùng một nắp nhôm. Các bác lưu ý cái mẫu tép này ở trên thị trường ấy cũng có nhiều mẫu lắm. Nó có thể là nó cái lắp nhôm nó giống như này nhưng cái bích từ nó sẽ mỏng hơn. Thế nên các bác nhìn hàng của em, nếu mà các bác đã mua hàng trên thị trường, nhìn cái hàng của em nó sẽ dày dặn hơn, nó chất lượng hơn. Đấy, nhà em nhập hàng ấy thì các bác lưu ý lúc nào cũng phải là nhập cùng là một mẫu, nhưng phải nhập cho nó dày, nó dặn hẳn hoi, chứ không phải để chạy đua với giá thành xong rồi để bán cho các bác với các cái dòng mà chất lượng kém, nghe nó chói tai các bác nhé. À, bát 30 bích rất dày, từ 190 × 76 đít nồi. Có rất nhiều các cái mẫu ấy, nhìn sơ qua trên hình ảnh nó giống nhau y đúc luôn, nhưng mà về cái chất lượng ấy thì cái côn ở bên trong là một vài cái từ cái bích này nó sẽ mỏng đi, thì là sẽ, giá nó sẽ siêu rẻ. Thế nên các bác cứ tưởng là các bác mua được rẻ nhưng mà hóa ra các bác lại mua đắt, vì hàng của nó là hàng kém chất lượng, dùng tép kém. Em cam kết cho anh em là tiếng của nó sẽ rất là chói tai đấy. Chỉ có lắp cho khách để chạy đua với giá thành thì được, thì các bác thẩm âm thì phải làm cái tép nó ra trò một chút các bác ạ. Thế nên các bác đặt hàng mà mua lẻ một đôi, hai đôi thì các bác tìm đến cửa hàng uy tín để mình mua nhé. Bát 30 từ 19 × 76, vì cái thằng Trung Quốc bây giờ nó cũng là một bài toán đau đầu. Vì là giá thì càng ngày càng bị xuống giá, thế nên là nó lại phải làm cái loại hàng nó mỏng đi để phục vụ tất cả mọi người với cái tầm giá rẻ. Thế nên là chất lượng của nó sẽ không bao giờ được như cũ được. Thế nên là phải nhập hàng, cũng phải tìm tòi các mẫu chất lượng để nhập cho tất cả các bác. Đây các bác nhìn bát đây, bát bích dày, từ 190 × 76, dầu nó bọc dây điện, hàng rất là chất lượng luôn. Gân của bát là gân 3 gân và màng xếp ly. Bên trong thùng là dựng với mẫu phân tần là F2A. Thùng của nó là gỗ MDF và được chôn gen nhá, thùng sơn sần cát này. Mẫu này em đang có hai mẫu vỏ, một này là mẫu này là sơn sần cát là MDF. Còn mẫu nữa nào cũng giống như này, sơn sần cát như là ván ép. Đấy, ván ép em phục vụ cho tất cả các bác với các cấu hình cao cấp nhá. Cặp loa này có giá là 4,8 triệu cặp này. Cặp loa B3 này dùng rất hay và thích luôn. Anh em mà với cái nhìn, có nghĩa là có giá hơn 4 triệu thôi, nhưng mà các bác nhìn cho em cái linh kiện từ cái thùng này, từ cái bát này, từ cái tép này, từ cái phân tần và kiểu cách em làm. Các bác bỏ đồng tiền ra các bác rất là sướng luôn. Đến với cửa hàng Tùng Nguyễn Audio thì là từ thùng vách, tất cả các cái chất sơn của thùng nó rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn các cái hàng cũng là hàng dựng của mọi người trên thị trường ấy, thì nhìn nó có thể là nó sẽ bị dại dạn. Đấy, nó là một kiểu là miêu tả chung. Thì các bác nào mà cảm thấy mà em Tùng Nguyễn Audio bán hàng chất lượng thì ủng hộ em nhé. Với cặp loa này 4,8 triệu thì cam kết các bác tìm ở trên thị trường không có luôn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn em trong clip mới nha.